Nữ diễn viên đầu tiên được phong nghệ sĩ nhân dân của Việt Nam là ai? Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của bà là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh. Từ nhỏ, bà đã được bố cho đi xem kịch, cải lương và múa nên sớm nảy nở tình yêu với nghệ thuật. Bà theo học lớp diễn viên khóa đầu tiên của trường điện ảnh Việt Nam cùng thời với nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Thủy Vân, Thế Anh, Lâm Tới. Năm 19 tuổi, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang bắt đầu đóng phim và sau khi ra trường bà công tác tại hãng phim truyện Việt Nam và ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim như Mối tình đầu, Chị Tư Hậu, Vị tướng 17 ngày và đêm, Dòng sông Hoa Trắng. Bà đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước như diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ 8, nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 và lần thứ 8. Vào năm 1984, bà là nữ diễn viên đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Từ khoảng năm 1989, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang dần vắng bóng. Theo bà chia sẻ là vì không thể tìm được vai diễn ưng ý. Bà có một mối tình duy nhất với cố giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Khi chồng qua đời vào năm 1999, bà rất đau buồn và sống một mình cho đến hiện tại. Nhiều năm trở lại đây, bà dành phần lớn thời gian cho tình yêu hội họa. Thỉnh thoảng bà cũng tham gia một số sự kiện của điện ảnh Việt. Ở tuổi 81 nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh và đẹp lão.